cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Tờ Financial Times dẫn lời một quan chức phương Tây giấu tên mới đây cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden trước khi rời khỏi Nhà Trắng vào tháng 1 năm 2025 có thể đồng ý thúc đẩy tình trạng gia nhập NATO của Ukraine. Quan chức này đã được thông tin về nội dung chuyến công du Mỹ gần đây của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, trong đó có nội dung trên. Vào thời điểm gặp gỡ Tổng thống Biden ở Nhà Trắng, ông Zelensky đã chia sẻ kế hoạch chiến thắng gồm 5 điểm, bao gồm yêu cầu đẩy mạnh tiến độ Ukraine gia nhập NATO. Theo thông tin của Kiev Independent, chính quyền Kiev có kế hoạch đề nghị gia nhập NATO trong vài tháng, chứ không phải vài năm. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby hồi tháng 6 phát biểu với báo chí rằng để Ukraine trở thành thành viên tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Nước này trước tiên cần chiến thắng trong xung đột với Nga. Ông Kirby nhấn mạnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tin rằng NATO là tương lai của Ukraine, nhưng còn rất nhiều việc phải làm trước khi Kiev có thể gia nhập khối quân sự này. Khi một phóng viên đề nghị ông giải thích thêm về điều kiện và con đường cho Kiev, quan chức này khẳng định quan điểm của Washington là hoàn toàn rõ ràng. Ông Kirby nêu bật, đầu tiên họ phải thắng cuộc xung đột này kênh RT của Nga dẫn lời ông Kirby cho biết họ cần phải thắng cuộc xung đột trước tiên. Vì vậy, điều thứ nhất là chúng tôi đang thực hiện mọi thứ có thể để đảm bảo họ có thể đạt được điều đó. Sau đó, khi xung đột kết thúc, dù có thế nào đi chăng nữa, họ vẫn sẽ có đường biên giới dài với Nga và một mối đe dọa an ninh. Trong diễn biến có liên quan, những quả bom lượn tầm xa AGM-154 GSOVK đầu tiên của Mỹ được Washington hứa hẹn là một phần của gói hỗ trợ quân sự mới đã có mặt tại Ukraine. Theo các nguồn tin, khoảng 100 đơn vị vũ khí có độ chính xác cao được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất ở khoảng cách đáng kể. Việc cung cấp loại đạn hàng không này có thể tăng cường đáng kể tiềm năng tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine và gây tác động lớn đến những hoạt động quân sự hiện tại. Bom AGM-154 sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính INS kết hợp với hệ thống định vị toàn cầu GPS để dẫn đường. Biến thể AGM-154C tích hợp dẫn đường hồng ngoại đầu cuối để tăng độ chính xác khi ngắm bắn. Khi được phóng từ độ cao thấp, bom có tầm hoạt động 22 km. Ở độ cao lớn, bom có thể tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 130 km. Thiết kế mô-đun của AGM-154 cho phép bom có nhiều biến thể, mỗi biến thể được điều chỉnh theo từng nhiệm vụ cụ thể thông qua các cấu hình tải trọng khác nhau. Tính mô-đun này tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cấp và tích hợp các công nghệ mới. AGM-154 có chiều dài 410 cm sải cánh rộng 270 cm và trọng lượng dao động từ 483 kg đến 497 kg tùy thuộc vào từng biến thể. Loại bom này có tính linh hoạt cao nhờ khả năng tương thích với nhiều loại máy bay bao gồm FA18C, D và FA18E, F, F16 Block 40, 50, 60, B1B, B2A, B52H, F15E và F35AC cũng như JAS 39 Gripen. Nga có vẻ đặt khá nhiều kỳ vọng vào chiến đấu cơ Jack 130M, không loại trừ khả năng phương tiện này sẽ nhận nhiều nhiệm vụ hơn trong tương lai. Chiến đấu cơ Jack 130M, phiên bản nâng cấp dựa trên máy bay huấn luyện phản lực Jack 130 đã chính thức ra mắt tại triển lãm kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 vừa qua. Tại diễn đàn kỹ thuật quân sự quốc tế Army 2024 Văn phòng thiết kế Jakovlev, thành viên thuộc Tập đoàn Công nghệ Quốc doanh Rostec, đã hé lộ dự án máy bay huấn luyện chiến đấu Jak 130M nâng cấp. Đại diện Jakovlev cho biết, phiên bản Jak 130 hiện đại hóa được cập nhật rất nhiều tính năng mới dựa trên những phản hồi và kinh nghiệm vận hành của các khách hàng. Thứ nhất, Jak 130M được trang bị hệ thống điện tử hàng không kỹ thuật số tiên tiến, bao gồm buồng lái kính với màn hình đa chức năng cho phép phi công nhận biết toàn cảnh tình huống trên không. Thứ hai, Jack 130 m có khả năng mang nhiều loại vũ khí hiện đại hơn trên 9 giá treo như tên lửa không đối không, không đối đất, bom có điều khiển với tổng trọng lượng lên tới 2,5 tấn. Thứ ba, để tăng cường khả năng sống sót, máy bay được trang bị hệ thống phòng vệ mới gồm thiết bị tác chiến điện tử tiên tiến có tính năng cảnh báo radar kèm cơ cấu phóng mồi bẫy nhiệt nhằm ứng phó với các mối đe dọa. Thứ tư, hệ thống liên lạc được hiện đại hóa giúp liên kết đường truyền dữ liệu an toàn hữu ích cho hoạt động phối hợp tác chiến hoặc tiến hành các khoa mục huấn luyện trong đội hình lớn với nhiều chủng loại máy bay tham gia cùng lúc. Thứ năm, một trong những điểm đáng chú ý nhất là Jack 130M được cải tiến về cấu trúc, giúp tăng đáng kể độ bền và tuổi thọ vận hành trong các nhiệm vụ huấn luyện cũng như chiến đấu với cường độ cao, khắc nghiệt, đồng thời nâng cao hiệu suất hoạt động và mở rộng phạm vi tác chiến. Jack 130M có tầm bay 1610 km với nhiên liệu bên trong và lên tới 2265 km nếu mang thêm thùng dầu phụ nhỉnh hơn so với con số 2.100 km của Jack 130 nguyên bản. Những cải tiến trên mang lại năng lực tác chiến vượt trội cả trong vai trò tiêm kích chiếm ưu thế trên không lẫn cường kích tấn công mặt đất đối với phiên bản Jack 130 m tạo ra ưu thế cạnh tranh rất lớn trên thị trường vũ khí quốc tế. Bên cạnh đó, chiếc Jack 130 m vẫn bảo toàn mọi chức năng huấn luyện nâng cao đặc trưng khi mô phỏng được thao tác điều khiển nhiều loại máy bay hiện đại, khiến nó rất hữu dụng đối với việc đào tạo phi công tiêm kích cho không quân Nga. Nhưng theo nhận xét từ trang Defence 24 của Ba Lan, Nga thực chất đã xây dựng kế hoạch lâu dài với máy bay Jack 130M, không phải ngẫu nhiên mà các kỹ sư quân sự thực hiện cải tiến sâu đối với phương tiện này. Tờ báo Ba Lan lưu ý một chi tiết rất đáng quan tâm, đó là ngay từ năm 2012, Nga đã công bố kế hoạch loại biên hoàn toàn cường kích Su-25 nếu tìm được phương tiện thay thế thực sự phù hợp nhà sản xuất xe tăng lớn nhất của nga uran vagonzavod thông báo một chiếc xe tăng leopard mà đức cung cấp cho ukraine đã được vận chuyển từ chiến trường đến các cơ sở thí nghiệm của doanh nghiệp này theo đoạn video do uran vagonzavod công bố xe tăng leopard được vận chuyển vào ban đêm bằng xe tải rơ móc chiếc xe tăng được phủ một tấm bạt lớn sau khi dỡ hàng tấm bạt được tháo ra nhận diện trực quan có thể thấy chiếc xe tăng leopard ở trong tình trạng khá tốt gần như nguyên vẹn các kỹ sư của Uran và Gonzavod đã bắt đầu phân tích xe tăng Leopard. Chúng tôi sẽ đưa ra các đánh giá chuyên môn về kỹ thuật của từng hệ thống. Thông báo từ Uran và Gonzavod cho biết, các kỹ sư được cho là sẽ tập trung nghiên cứu các giải pháp công nghệ và cải tiến được phương Tây sử dụng trong quá trình chế tạo xe tăng Leopard. Các kỹ sư Nga đặc biệt quan tâm lớp giáp của xe tăng, sự kết hợp giữa vật liệu composite và gốm được thiết kế để cung cấp khả năng bảo vệ cao, chống lại vũ khí chống tăng. Nghiên cứu về các vật liệu này có thể cung cấp những dữ liệu giá trị để góp phần cải tiến xe tăng Nga. Ngoài ra, các kỹ sư Nga cũng sẽ kiểm tra hệ thống vũ khí và điện tử của Leopard, bao gồm súng nòng trơn 120mm, hệ thống điều khiển hỏa lực tự động và hệ thống giám sát quang điện tử. Trong số các xe tăng do phương Tây cung cấp, thì xe tăng Leopard do Đức sản xuất là loại được quân đội Ukraine sử dụng nhiều nhất. Nguyên nhân chính là bởi Leopard là loại xe tăng được viện trợ với số lượng lớn nhất. Cho đến nay, 200 xe tăng Leopard 2 đã được chuyển đến Ukraine từ nhiều quốc gia khác nhau, trong đó bao gồm Đức, Ba Lan, Na Uy và Canada. Trong đó Đức đã cung cấp 50 xe tăng phiên bản Leopard 2A6, dự kiến sẽ có thêm 80 xe tăng từ Hà Lan và Tây Ban Nha được chuyển giao vào cuối năm 2024. Leopard 2 là xe tăng chiến đấu chủ lực do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Krauss Maffei phát triển vào những năm 1970 cho quân đội Tây Đức. Xe tăng Leopard 2 có chiều dài khoảng 10 m, bao gồm cả pháo, chiều rộng 3,75m và chiều cao 3m. Leopard 2 được cung cấp năng lượng bởi động cơ diesel tăng áp kép V12 làm mát bằng chất lỏng MTU MB873 KA501. Động cơ này có công suất 1.500 mã lực, cho phép xe tăng đạt tốc độ lên tới 68 km h trên đường trường và 31 km h trên địa hình. Hệ thống điều khiển hỏa lực của Leopard 2 là hiện đại nhất. Nó bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực vi tính EMES-15 có máy đo khoảng cách laser, hệ thống chụp ảnh nhiệt và máy tính đường đạn. Leopard 2 được trang bị nhiều hệ thống và linh kiện tiên tiến, bao gồm kính tiềm vọng toàn cảnh PERI R17 dành cho người chỉ huy, tầm nhìn chính của xạ thủ và hệ thống quan sát ban đêm của người lái. Ngoài ra, Leopard 2 còn có hệ thống bảo vệ NBC, hạt nhân, sinh học, hóa học và hệ thống chữa cháy tự động. Vũ khí chính của Leopard 2 là pháo nòng trơn Rheinmetall 120mm Loại pháo này có khả năng bắn nhiều loại đạn khác nhau nên rất linh hoạt trong các tình huống chiến đấu. Các loại đạn được pháo chính của Leopard 2 sử dụng bao gồm đạn xuyên thoát vỏ ổn định, cánh đuôi, APFSDS, đạn chống tăng có sức nổ cao, HEAT và đạn đầu nhựa có sức nổ cao, HESH. Mỗi loại đạn được thiết kế cho các tình huống chiến đấu cụ thể, giúp nâng cao hiệu quả của xe tăng trước các mục tiêu khác nhau. Trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn diễn biến phức tạp, các sáng kiến hòa bình quốc tế đã nổi lên nhằm tìm kiếm một giải pháp ngoại giao. Tuy nhiên, Ukraine đã từ chối ủng hộ sáng kiến hòa bình do Trung Quốc và Brazil đề xuất, thể hiện sự không hài lòng với cách tiếp cận này. Vào cuối tuần trước, bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, nước Mỹ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã gặp đại diện đặc biệt của Tổng thống Brazil Senso Amorim để tuyên bố thành lập nền tảng những người bạn của hòa bình sáng kiến này được thiết kế để tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở ukraine dựa trên điều khoản của kế hoạch hòa bình trung quốc brazil được trình bày vào mùa xuân năm nay tuy nhiên phía ukraine đã bày tỏ sự không hài lòng khi thụy sĩ tham gia vào kế hoạch này đồng thời kiev tỏ ra khá cứng rắn với sáng kiến hòa bình trên bộ ngoại giao ukraine thậm chí còn cho rằng thay vì là những người bạn của hòa bình sáng kiến này giống như những người bạn của sự đầu hàng phản ánh quan điểm của họ rằng sáng kiến này không thực sự bảo vệ lợi ích của Ukraine. Theo tờ Nezavisimaya Gazeta của Nga, Ukraine lo ngại rằng các sáng kiến hòa bình từ Trung Quốc và Brazil có thể làm suy yếu lập trường của Kiev trong cuộc xung đột với Nga. Các nhà phân tích nhận định, việc Kiev từ chối tham gia vào các sáng kiến này là một phản ứng dễ hiểu trong bối cảnh mà các quốc gia như Trung Quốc và Brazil không hoàn toàn ủng hộ công thức chiến thắng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Thay vào đó, họ đang thúc đẩy một giải pháp hòa bình mà không tập trung vào việc bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, một yếu tố quan trọng trong yêu cầu của Kiev. Một trong những lý do Ukraine từ chối các sáng kiến này là vì các quốc gia nam toàn cầu như Trung Quốc, Ấn Độ và Brazil có lợi ích kinh tế trực tiếp bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến. Họ lo ngại về tác động của xung đột đối với thương mại toàn cầu và sự ổn định khu vực do đó thúc đẩy một giải pháp nhanh chóng mà không cần phải có sự kết thúc hoàn toàn của giao tranh theo cách mà ukraine mong muốn trong khi ukraine tiếp tục duy trì lập trường kiên quyết các quốc gia như trung quốc và brazil lại có cách tiếp cận mềm dẻo hơn những quốc gia này không chỉ tìm kiếm một giải pháp hòa bình để ổn định tình hình khu vực mà còn để củng cố vị thế quốc tế của mình trong việc đóng vai trò trung gian hòa giải trong các cuộc xung đột lớn Trung Quốc đặc biệt có lợi ích trong việc duy trì sự ổn định tại khu vực Nam toàn cầu, đồng thời đảm bảo rằng thương mại không bị gián đoạn bởi những căng thẳng địa chính trị. Về phần mình, Nga có vẻ sẵn sàng xem xét sáng kiến này. Theo các tuyên bố gần đây của đại diện Nga, Moscow có thể sẽ tham gia vào một hội nghị thượng đỉnh về sáng kiến hòa bình nếu các điều khoản của hội nghị được làm rõ. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng sẽ chỉ được đưa ra khi các thông số cụ thể của sáng kiến này được xác định. Cựu trợ lý Lầu Năm Góc về các vấn đề an ninh quốc tế, ông Charles Freeman cho biết, quân đội Nga đang tiến công rất nhanh đến khu vực hoạt động ở Donetsk. Ông Freeman nhấn mạnh, chưa bao giờ có trường hợp những người ngồi trên bàn đàm phán lấy lại được những gì đã mất ở tiền tuyến. Vì vậy, nên có đàm phán và họ sẽ chủ yếu dựa trên các điều kiện của Nga. Theo tờ Financial Times, các đồng minh của Ukraine cũng đang muốn nước này giảm giá tăng xung đột một quan chức cấp cao phương Tây cho hay, chiến lược duy nhất mà phương Tây đang xem xét là nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy tư cách thành viên của Ukraine trong NATO. Cũng theo Financial Times, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang chịu áp lực từ các đối tác phương Tây, những người muốn ông thực hiện các bước để giải quyết xung đột thông qua đàm phán. Một quan chức cấp cao Ukraine cho biết, hầu hết các bên đều muốn giảm căng thẳng. Trước đó, nói về xung đột Nga-Ukraine, Tổng thống Shekvi Alexandra Vucic cho rằng hai bên cuối cùng sẽ ngừng chiến, nhưng cuộc xung đột có khả năng kết thúc theo kịch bản Triều Tiên. Các bên có thể không tìm được giải pháp cơ bản cho cuộc xung đột trong nhiều thập kỷ tới. Thuật ngữ kịch bản Triều Tiên ám chỉ hậu quả của cuộc xung đột trên bán đảo Triều Tiên những năm 1950, kết thúc bằng một hiệp định đình chiến và sự hình thành của hai quốc gia riêng biệt là Triều Tiên và Hàn Quốc. Theo kịch bản như vậy, các hành động thù địch công khai sẽ bị đình chỉ nhưng các bên không thể thống nhất về một giải pháp hòa bình. Theo ông Vucic, kịch bản Triều Tiên là kết quả nhiều khả năng xảy ra nhất với sự bế tắc giữa Nga và Ukraine hiện nay. Ông cho rằng kịch bản Triều Tiên là giải pháp tốt nhất cho cuộc xung đột Nga-Ukraine mà phương Tây có thể hy vọng vì các cuộc thăm dò dư luận ở Mỹ cho thấy sự ủng hộ của người dân đối với chính sách của Mỹ về Ukraine đã suy giảm nhanh chóng. Ông nói thêm rằng phương Tây đã phạm sai lầm khi đánh giá thấp Nga và đặt cược vào Kiev để giành chiến thắng. Ông khẳng định, với tất cả những vấn đề và khó khăn mà họ gặp phải, Nga đã cho thấy rằng họ cứng rắn hơn những gì mọi người dự đoán. Tôi đang nói về nền kinh tế, thật sai lầm khi đánh giá thấp nó. Ám chỉ đến các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp đặt lên Moscow kể từ khi xung đột ở Ukraine bùng phát. Nhiều chuyên gia cũng đánh giá rằng, Nga không chỉ chịu được áp lực trừng phạt mà còn xoay sở để mở rộng kinh tế, trong khi các lệnh trừng phạt phản tác dụng với nhiều quốc gia phương Tây. Tổng thư ký mới của NATO, ông Mark Rutte mới đây lên tiếng ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và cho biết ông không cảm thấy lo lắng về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp tới vì ông có thể làm việc với bất kỳ ứng cử viên nào. Ông Rutte bắt đầu tiếp quản vị trí Tổng thư ký NATO từ ngày 1 tháng 10, chỉ vài tuần trước khi diễn ra cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Trong cuộc đua giữa Phó Tổng thống Đảng Dân chủ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng hòa ông Donald Trump, người thường xuyên chỉ trích NATO. Cựu Tổng thống Donald Trump cũng từng từ chối trả lời liệu ông có muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Phát biểu trước báo giới tại trụ sở của NATO ở Bruxelles trong buổi lễ ra mắt, ông Mark Rutte nhấn mạnh NATO phải đảm bảo rằng Ukraine sẽ tồn tại như một quốc gia có chủ quyền, độc lập và dân chủ. Đề cập đến cuộc bầu cử ở Mỹ, ông Mark Rutte hạ thấp mối lo ngại trong liên minh xuyên đại Tây Dương. Ông khẳng định biết rõ cả bà Kamala Harris cũng như ông Donald Trump và ông đánh giá cao cả hai ứng cử viên này. Các quan chức và nhà ngoại giao NATO kỳ vọng ông Mark Rutte sẽ duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm Stoltenberg. Trong đó, tập hợp được sự ủng hộ cho Ukraine, thúc đẩy các nước NATO chi nhiều hơn cho quốc phòng và duy trì sự tham gia của Mỹ và an ninh châu Âu. Một trong những trọng trách hàng đầu của ông Rutte trên cương vị mới là phải tạo ra sự đồng thuận trong liên minh gồm 32 thành viên. Năng lực phòng thủ, khả năng bảo vệ các thành viên trong liên minh với gần 1 tỷ người, không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh quân sự mà còn phụ thuộc vào sự thống nhất về mặt chính trị. Tân Tổng thư ký NATO đang phải đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, một nhân vật vốn không có nhiều thiện cảm đối với sự tồn tại của NATO, sẽ trở lại nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất nước Mỹ, cũng là cường quốc nắm quyền lực chủ chốt của Liên minh. Trong khi đó, các nước đồng Âu trong NATO tiếp tục kêu gọi khối này tăng cường năng lực phòng thủ do lo ngại trước sức mạnh quân sự của Moscow cùng với đó là những yêu cầu viện trợ quân sự liên tục được đưa ra từ ukraine quốc gia không phải là thành viên của nato trong bối cảnh phức tạp đó các quan chức và chính trị gia nato kỳ vọng tổng thư ký mark rutter sẽ tiếp tục duy trì các ưu tiên của người tiền nhiệm đó là tập hợp sự ủng hộ cho kiev thúc đẩy các nước nato chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng cũng như duy trì sự tham gia của mỹ trong việc bảo đảm an ninh châu âu theo giới quan chức và chính trị gia nato trên cương vị là người đứng đầu nato ông rutter có thể sẽ phải kiềm chế tính tiết kiệm đặc trưng của người Hà Lan. Đồng thời, việc thuyết phục tất cả các quốc gia thành viên đầu tư nhiều hơn, nhanh hơn vào khả năng phòng thủ của chính mình. Thách thức đó cũng đang chờ đợi tân tổng thư ký NATO, Mark Rutte. Theo Reuters, nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới, G7, gồm Mỹ, Canada, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức và Italia cùng liên minh châu Âu EU đang nỗ lực để đạt được thỏa thuận về khoản vay trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào cuối tháng 10 này. Nỗ lực này là để đảm bảo rằng các quỹ có sẵn trước cuối năm, như tuyên bố của Phó Chủ tịch Điều hành EC, Vandis Dombrovskis. Phát biểu trước Nghị viện châu Âu, ông Vandis Dombrovskis cho biết khoản vay của Ukraine sẽ được trả bằng lợi nhuận thu được từ các tài sản của Nga bị đóng băng ở phương Tây. Hơn 2 phần 3 tài sản của Nga tương đương với khoảng 210 tỷ euro nằm ở EU. Do đó, EU sẽ cung cấp tới 35 tỷ euro, tương đương với 39 tỷ đô la Mỹ cho khoản vay. Ông Dombrovskis cho biết đã có những cam kết rõ ràng từ Canada, Anh và Nhật Bản để tham gia. Trong khi đó, Mỹ đang tìm kiếm sự đảm bảo từ châu Âu rằng số tiền thu được từ các tài sản bị đóng băng sẽ có sẵn để trả nợ miễn là cần thiết. Vấn đề chính hiện nay là quyết định của EU về việc đóng băng tài sản của Nga phải được gia hạn 6 tháng một lần, theo sự nhất trí của tất cả 27 quốc gia thành viên. Để giải quyết quan ngại của Washington, EU đang tìm cách kéo dài thời gian gia hạn từ 6 tháng lên 36 tháng thông qua một cuộc bỏ phiếu sẽ được tiến hành trong tháng này. Tuy nhiên, ông Dombrovskis lưu ý rằng khả năng thành công sẽ không hoàn toàn chắc chắn và trong trường hợp kế hoạch điều chỉnh không được thông qua, Mỹ vẫn có thể tham gia sáng kiến cấp khoản vay cho Ukraine nhưng với số tiền thấp hơn. Các quan chức cho biết khoản vay sẽ được chuyển đến Ukraine theo nhiều hình thức giải ngân khác nhau vào cuối năm nay và sẽ được dành cho ba mục đích chính. Hỗ trợ Ukraine về mặt quân sự, bao gồm giúp nước này thành lập các nhà máy sản xuất vũ khí trên lãnh thổ Ukraine, bù đắp thâm hụt ngân sách của Ukraine, hỗ trợ việc tái thiết khẩn cấp cơ sở hạ tầng. Việc giải ngân sẽ phụ thuộc một phần vào hiệu quả sử dụng tiền của Ukraine. Tuy nhiên, tiền sẽ được giải ngân như thế nào và thông qua cơ quan nào vẫn đang được thảo luận. Ngân hàng Thế giới VKB có thể sẽ tham gia vào việc này. Ông Nigel Davis, một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nói rằng một câu hỏi đặt ra là liệu Ukraine có được tự quyết định cách sử dụng số tiền này hay không, hay điều đó sẽ được chỉ định sẵn. Ông Gold Davis nói, có rất nhiều chi tiết mà chúng ta chưa biết. Đồng thời lưu ý rằng, ông ủng hộ việc tịch thu tài sản trực tiếp hơn, vì như vậy sẽ đơn giản hơn. Tuy nhiên, một số quốc gia và các thống đốc ngân hàng trung ương, trong đó có bà Christine Lagarde, người đứng đầu ngân hàng trung ương châu Âu, đã bác bỏ giải pháp như vậy vì lo ngại nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm. Theo ông George Davis, kế hoạch hiện tại không tối ưu bằng việc tịch thu toàn bộ tài sản của Nga. Việc cấp một khoản vay cho Ukraine dựa trên số tiền thu được từ tài sản bị phong tỏa tương đối phức tạp và đòi hỏi quá trình xử lý tài chính lắt léo mà việc thu giữ sẽ không cần đến. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng việc G7 nhất trí về một khoản vay cho Ukraine dựa trên tài sản của Nga là một kết quả vượt mong đợi. Lực lượng phòng vệ Israel IDF đã yêu cầu cư dân ở 27 ngôi làng tại miền nam Liban sơ tán trong bối cảnh IDF phát động chiến dịch tấn công trên bộ vào nước láng giềng. Trong thông điệp đăng tải bằng tiếng Ả Rập trên mạng xã hội X, phát ngôn viên IDF Avichai Adrae viết Các bạn phải ngay lập tức di tản đến phía bắc sông Al-Awali, hãy tự cứu mạng mình và sơ tán khỏi nhà ngay lập tức. Theo hãng tin CNN, sông Al-Awali cách một số ngôi làng ở miền nam Liban khoảng 48 km về phía bắc yêu cầu sơ tán được phát đi sau khi quân đội Israel xúc tiến một chiến dịch tấn công trên bộ có giới hạn và các cuộc đột kích cục bộ nhắm vào các mục tiêu thuộc nhóm vũ trang Hezbollah ở miền nam nước láng giềng. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF đã tuyên bố bắt đầu một cuộc tấn công trên bộ vào phía nam Liban nhằm chống lại Hezbollah, bất chấp những lời kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng từ cộng đồng quốc tế trong đó có Mỹ. Theo tuyên bố của IDF, chiến dịch này nhắm vào các vị trí của Hezbollah tại các làng gần biên giới được xem là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư ở phía Bắc Israel. Tin tức về cuộc tấn công Liban xuất hiện chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Joe Biden nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ở Trung Đông trong một cuộc phỏng vấn tại Nhà Trắng. Các nhà quan sát nhận định rằng cuộc tấn công trên bộ của Israel đang làm nổi bật thực tế rằng Mỹ dường như đã thất bại trong nỗ lực kiềm chế Tel Aviv và khiến xung đột vượt ngoài tầm kiểm soát. Tình hình Trung Đông căng như dây đàn trong bối cảnh cuộc bầu cử Mỹ đang tiến vào giai đoạn nước rút, còn rất ít thời gian để chính quyền ông Biden, bà Harris tạo ra tác động đủ lớn để xoay chuyển tình hình theo hướng có lợi cho Đảng Dân chủ và có vẻ như thủ tướng Israel đã nhìn thấu điều này. Đó là lý do ông Netanyahu không ngần ngại đưa ra lời cảnh báo đanh thép nhắm vào Iran ngay trên sóng truyền hình nhà nước. Không nơi nào ở Trung Đông nằm ngoài tầm với của Iran. Ở chiều đối diện, Hezbollah vẫn tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công mới vào miền Bắc Israel nhằm hỗ trợ người dân Palestine ở giải Gaza và đáp trả các cuộc tấn công của Israel. Các cuộc đụng độ dữ dội giữa Israel và Hezbollah trong năm qua đã buộc hơn 67.000 người Israel phải sơ tán khỏi quê nhà phía Bắc, trong khi ở bên kia biên giới, hơn 1 triệu người Liban cũng chịu chung tình cảnh. Trên Biển Đỏ, thi cũng đã tăng cường các cuộc tấn công vào Israel trong những tuần gần đây. Ngay sau khi tuyên bố tấn công vào lãnh thổ Liban, IDF cho biết đã đánh chặn thành công một quả đạn của Houthi trên biển địa Trung Hải. Truyền thông nhà nước Syria trước đó đưa tin lực lượng phòng không Syria đã đánh chặn các mục tiêu thù địch ở vùng lân cận Damas 3 lần liên tiếp trong một đêm. Một căn cứ quân sự có lực lượng Mỹ đồn trú gần sân bay quốc tế Batda cũng bị tập kích. Sau cuộc họp nội các vừa diễn ra, trang tin Reuters cho biết Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ ông Recep Erdogan tiếp tục lên tiếng phản đối mạnh mẽ những hành động gia tăng bạo lực gần đây của Israel. Theo đó, Tổng thống Erdogan cho rằng Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nên khuyến nghị sử dụng ngũ lực theo nghị quyết mà tổ chức đã thông qua hồi năm 1950 nếu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc không ngăn chặn được các cuộc tấn công của Israel. Nghị quyết 1950 nêu rằng Liên Hợp Quốc có thể can thiệp nếu các bất đồng giữa năm thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an gồm Anh, Mỹ, Nga, Pháp và Trung Quốc cản trở họ duy trì hòa bình quốc tế. Hội đồng Bảo an là cơ quan duy nhất của Liên Hợp Quốc có thể đưa ra các quyết định mang tính ràng buộc về pháp lý như phê chuẩn việc sử dụng vũ lực hoặc áp đặt lệnh cấm vận. Các quyết định này sẽ không thể thông qua nếu có một thành viên hội đồng phủ quyết. Ở chiều ngược lại, ông Erdogan cũng bày tỏ rất buồn khi thấy các nước Hồi giáo không đưa ra lập trường tích cực và chủ động hơn đối với Israel. Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng kêu gọi các nước tung ra biện pháp kinh tế, ngoại giao, chính trị để gây sức ép buộc Israel chấp nhận ngừng bắn tại giải Gaza và Liban. Được biết, Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, là nước đầu tiên đã đình chỉ mọi hoạt động thương mại với Israel và đã đề nghị tham gia một vụ kiện Israel về cáo buộc diệt chủng tại Tòa án Thế giới, điều mà Tel Aviv đã bác bỏ. Thời gian vừa qua, khi Israel tăng cường các biện pháp không kích vào Liban, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan đã không ngừng lên tiếng kêu gọi Tel Aviv chấm dứt các hành động bạo lực của mình. Trong cuộc họp báo cách đây ít lâu tại Istanbul, Ông Erdogan cũng bày tỏ lập trường đứng về phía Liban, đồng thời gửi lời chia buồn đến những nạn nhân thiệt mạng trong các vụ tấn công. Dù là thành viên của NATO và tỏ ra cực kỳ phản đối Israel trong thời gian qua, nhưng động thái của Thổ Nhĩ Kỳ lại không nhận được phản ứng tương tự từ Mỹ. Theo đó, ngay sau tin tức thủ lĩnh Hezbollah, ông Hassan Nasrallah bị hạ sát, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi hành động của Tel Aviv là một biện pháp công lý cho nhiều nạn nhân, bao gồm hàng nghìn người Mỹ, Israel và thường dân Liban. Ông Biden cũng tái khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với quyền tự vệ của Israel trước Hezbollah, Hamas, Houthi và bất kỳ nhóm khủng bố nào được Iran hậu thuẫn. Trong tuyên bố vừa qua của Hamas, nhóm này đã nêu rõ về sự thiệt mạng của ông Fatah Sharif Abu al amine người đứng đầu lực lượng Hamas tại Liban và là thành viên của ban chỉ huy lực lượng ở nước ngoài. Cụ thể, ông Sharif đã qua đời trong một cuộc không kích của Israel vào khu trại tị nạn Anbas ở miền nam Liban. Vợ và hai con của người này cũng thiệt mạng. Đáng chú ý, Liên Hợp Quốc cũng đã lên tiếng về cái chết của ông Fatah Sharif và khẳng định ông này làm việc cho cơ quan của Liên Hợp Quốc vì người tị nạn Palestine UNRWA. Tuy nhiên, ông Sharif không công khai về mối quan hệ của mình với lực lượng vũ trang của người Palestine. Trong khi đó, Phái đoàn Ngoại giao của Israel tại Geneva lên tiếng và phản ánh về chất lượng tuyển dụng của UNRWA qua trường hợp của ông Sarif. Cụ thể, phía Tel Aviv khẳng định cố chỉ huy Hamas còn là hiệu trưởng, người đứng đầu Hiệp hội Giáo viên UNRWA ở Liban. Lý, Lý giải vấn đề trên, người phát ngôn của UNRWA, ông Jonathan Fowler, cho biết Ông Sarif là một nhân viên UNRWA đã nghỉ không lương từ tháng 3 để chờ điều tra về những cáo buộc mà cơ quan này nhận được về việc ông tham gia hoạt động chính trị. Thế nhưng Liên đoàn Giáo viên UNRWA và các nhóm Palestine khác lại kịch liệt phản đối quyết định trên khi có hành động định kỳ tổ chức biểu tình trước văn phòng cơ quan Liên Hợp Quốc ở Beirut từ khi ông Sharif bị đình chỉ. Cáo buộc cơ quan này nhắm vào quan điểm chính trị của ông. Đầu tháng này, Liên đoàn Giáo viên kể trên tiếp tục tổ chức một cuộc biểu tình ngồi khi Tổng ủy viên UNRWA Philip Lazarini thăm Băng để đòi khôi phục công việc cho ông Sharif. Về phía Hamas, Nhóm này đã ca ngợi những đóng góp của ông Sharif vì sự nghiệp giáo dục và thánh chiến và gọi cố chỉ huy tại Liban là người giáo viên thành công và một hiệu trưởng xuất sắc đối với nhiều thế hệ người tị nạn Palestine. Cũng liên quan đến vụ không kích của Israel vào quận Kola, thủ đô Beirut của Liban, mặt trận nhân dân giải phóng Palestine (PFLP) cho biết, ngoài ông Sharif, hai thành viên khác của Hamas cũng đã thiệt mạng. Trước đó ít lâu, Israel cũng đã tổ chức không kích vào khu vực phía nam Beirut và được cho là đã khiến thủ lĩnh của Hezbollah, ông Hassan Nasrallah thiệt mạng. Gần đây, Israel đang tăng cường tấn công vào sâu trong lãnh thổ Liban với mục tiêu làm tê liệt các hoạt động của những nhóm tổ chức vip cho là khủng bố thân Iran. Cộng đồng quốc tế đã tiếp tục lên tiếng bày tỏ lo ngại về một cuộc xung đột toàn diện có thể bùng nổ tại Trung Đông và yêu cầu các bên liên quan kiềm chế cũng như nhanh chóng kết thúc bạo lực. Vừa qua, Mỹ đã cam kết viện trợ thêm 316 triệu đô la Mỹ để củng cố liên minh toàn cầu chống tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo IS tự xưng, cũng như các hoạt động chống khủng bố ở khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara và Trung Á. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã công bố khoản viện trợ trên tại cuộc họp cấp bộ trưởng của Liên minh Toàn cầu chống IS, DISIS ở Washington, Mỹ. Trong số này, 148 triệu đô la Mỹ hỗ trợ để đảm bảo an ninh biên giới cũng như chống khủng bố ở khu vực châu Phi, cận sa mạc Sahara và Trung Á. 168 triệu đô la Mỹ dành cho quỹ an ninh tại Iraq và Syria. Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nhấn mạnh rằng cần tăng cường hợp tác chống các nhánh của IS bên ngoài Trung Đông, đặc biệt là ở khu vực châu Phi cận sa mạc Sahara, nơi các nhóm liên kết với IS đang lộng hành. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Mỹ cũng nêu bật sự cần thiết phải tăng cường nỗ lực củng cố an ninh và ổn định ở cả Iraq và Syria, đồng thời ngăn chặn các nhóm, các tổ chức cực đoan như IS lợi dụng tình hình căng thẳng hiện nay tại Trung Đông. Ngoài ra, Ngoại trưởng Blinken còn đề cập thực trạng hơn 43.000 người thân của các tay súng IS đang sống trong các lán trại ở Đông Bắc Syria, cùng khoảng 9.000 phần tử IS vẫn bị giam giữ tại đây. Việc hồi hương những trường hợp này vẫn là một chủ đề nhạy cảm, đặc biệt tại châu Âu. Cuộc họp nói trên diễn ra sau khi Mỹ và Iraq thông báo DISIS sẽ kết thúc sứ mệnh quân sự tại Iraq vào cuối tháng 9 năm 2025, nhưng vẫn sẽ tiếp tục hoạt động ở Syria. DISIS được thành lập vào năm 2014 nhằm hỗ trợ các lực lượng địa phương giành lại vùng lãnh thổ rộng lớn bị tổ chức khủng bố IS chiếm đóng ở Iraq và Syria. Theo hãng thông tấn TASS đưa tin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin vừa đến thăm Iran và có cuộc hội đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Phó Tổng thống Iran Mohammad Reza Aref. Về cuộc gặp của Thủ tướng Nga và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cho biết, ông Mishustin kỳ vọng hai nước sẽ ký thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện trong hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới, dự kiến được tổ chức tại Kazan, Cộng hòa Tatarstan thuộc Nga đáp lại tổng thống Iran cho biết Tehran và Moscow có thể tăng cường hơn nữa hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong việc chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Về cuộc hội đàm với phó tổng thống Reza Aref, hãng thông tấn TASS cho biết, thủ tướng Mishustin nhấn mạnh rằng Nga thực sự quan tâm đến việc đưa sự hợp tác với Iran lên tầm cao mới. Cụ thể, theo hãng thông tấn TASS, dẫn lời ông Mishustin nói trong cuộc hội đàm với ông Aref rằng chúng tôi hoàn nghênh quyết định kiên quyết của Iran nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược với Nga và hoàn toàn ủng hộ cách tiếp cận này và tất nhiên chúng tôi tin rằng điều quan trọng là phải tạo ra các điều kiện thuận lợi nhất để tổ chức một số dự án đầu tư lớn trong nhiều lĩnh vực khác nhau Thủ tướng Nga cũng nhấn mạnh rằng Moscow sẽ ưu tiên mở rộng thương mại và hợp tác kinh tế đa dạng hóa thương mại song phương và củng cố các cơ chế đồng thời đề xuất tiếp tục nỗ lực để tăng kim ngạch thương mại giữa hai nước Cụ thể, ông Misustin trao đổi với ông Pezeskian tại cuộc hội đàm rằng Tôi tin rằng có nhiều tiềm năng to lớn để mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải, công nghiệp, quan hệ thương mại và tất nhiên là quan hệ văn hóa và nhân đạo giữa Nga và Iran. Đáp lại thiện ý của ông Misustin, ông Aref cho biết Iran nghiêm túc có ý định tăng cường quan hệ với Nga, nhấn mạnh rằng hợp tác với Liên bang Nga là một trong những ưu tiên của chính sách đối ngoại nước này bình luận về chuyến thăm Iran của ông misustin phó thủ tướng nga alexei ovechak nhấn mạnh đây là chuyến đi chính thức đầu tiên của người đứng đầu chính phủ nga tới iran và sẽ quyết định cách thức xây dựng mối quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới